Lệ à? Chị đang làm gì đấy? Nhậu với em đi. Nhìn gồm học tập nhá. Ôi, xịn xịn, mẹ ơi, cô Lệ đỉnh dã man đã uống 5 cốc rồi đấy. Thế cơ? Dương, con đi vào phòng học bài đi, để cho người lớn nói chuyện. Nhưng mà có thịt gà con thích. Vào đi. Ở đây. Đừng vào. Ở đây mình cô nhá. Này, ăn đi. Ăn đi. Thôi, cô để cho cháu vào phòng học bài. Nào chị đừng có thế nữa. Ở nhà em đã gặp một ông độc tài rồi, sang đây chị cũng vậy. Chị có biết là những người thuộc cái tầng lớp bị áp bức như là em này, con Dương này, ông Danh này phải chịu ấm ức như nào không? Hả? Cho nên là hôm nay ấy, bọn em sẽ phải vùng lên. Vùng lên. Dương, vùng lên. Vùng lên nào. Vùng lên. Vùng lên. Em không biết chứ, ngày chị sinh cái Dương xong, chị bị trầm cảm dẫn đến mất sữa. Chị phải nuôi nó hoàn toàn bằng sữa ngoài đấy chứ. Anh Duy Anh bị chị hành cho lên bờ xuống ruộng mà có dám kêu ca gì đâu. Vẫn tất tả chăm vợ, chăm con. Thời gian sau đó, chị tìm được mối buôn mới. Anh Duy Anh mang việc về nhà làm. Vừa chăm con, vừa làm việc. Em cứ hình dung mà xem. Một tay vừa bế con, vừa mổ cò bàn phím cho xong việc để kịp trả cho người ta. Rồi những lúc con Dương nó ốm đau, hai bố con ôm nhau đi bệnh viện. Rồi đến cơ quan chậm trễ, bị người ta sỉ nhục cho không ra gì cả. Anh ấy giấu chị, nhưng người bạn cùng cơ quan anh ấy nói cho chị biết. Chị nói với anh ấy là người ta đã cạn tình cạn nghĩa như thế, thì sao anh không nghỉ đi còn làm gì nữa. Nhưng mà anh ấy không chịu nghe. Đến sau này cái Dương nó đi học mẫu giáo, ốm đau triền miên, anh ấy xót con quá, nên là lúc đấy anh mới chịu nghỉ việc để chị ra ngoài kiếm tiền. Anh Duy Anh nhà chị không phải loại người bất tài vô dụng đâu. Địa vị tiền bạc đối với anh ấy không khó, nhưng mà vì anh ấy thương vợ thương con nên đã bỏ qua tất cả cơ hội của mình. Chị rất trân trọng và cảm thấy hạnh phúc khi lấy được anh ấy. Em chỉ ước anh Minh nhà em được một phần như anh Dư Anh thôi là tốt lắm rồi. Lúc chưa cưới thì còn có tí lãng mạn, nhưng mà cưới xong thì... cay đắng lắm chị ạ. Mà chưa kể, vợ chồng em cưới nhau 3 năm rồi mà vẫn chưa có con. Cho nên cuộc sống vợ chồng nhiều lúc mệt mỏi lắm. Em muốn ít thôi. Em ăn gì đi chứ. Mà em đã đi khám ở đâu chưa? Một hai năm đầu chưa có con, vợ chồng em không suy nghĩ gì cả. Nhưng mà năm nay thì anh Minh sốt ruột rồi. Anh ấy cũng bảo em đi khám, nhưng mà cứ bận hết việc này đến việc kia. Chán cô thật đấy. Việc gì thì việc, vẫn phải ưu tiên việc con cái hàng đầu chứ. Vợ chồng có con cái gắn kết, nó cũng khác đấy em ạ. Dương ơi, con ra xem ai đi. Để đấy, để đấy.
cô ghét nhất mấy cái thể loại bấm chuông vô duyên này. Nhậu. Hóa ra là ở đây thật. Ơ tưởng ai. Hóa ra anh ra nhà em chị ạ. Đi về. Ông ấy. Đi về. Đang nhậu. Hôm nay cô đổ đốn thật đấy nhá. Điện thoại thì vứt ở nhà, tôi gọi cả trăm cuộc không được. May nghe cái mồm ong ong biết ở đây đấy. Nói nhiều. Đi về. Đang nhậu. Chú làm gì mà cứ đùng đùng lên thế? Vợ chú chứ không phải là tù binh của chú đâu. Không phải việc của cháu. Đi về. Đi về. Nhậu mà. Anh ơi, bỏ đi từ từ nói chuyện. Được vây chém anh ơi, ơi. Có gì từ từ nói chuyện. Đi về. Mày chém mà uống.